Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hoàng Hà Channel. Và ngày hôm nay thì trên tay mình đó là Samsung Galaxy Note 8 và Note FE. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả một cái bài đánh giá camera. Bởi vì là trong nhiều những cái bài test rồi, chúng ta đã có rất là nhiều các bài test khác nhau, từ speed test cho đến so sánh hai cái sản phẩm này. Và ngày hôm nay thì hai camera của nó, mặc dù là Note FE chỉ có một camera, đó là 12 megapixel F1.7 thôi, còn Note 8 là dual camera. Tuy nhiên thì không biết là cái chất lượng ảnh mà hai cái máy này cho ra nó như thế nào, và liệu những cái người mà họ đang phân vân, họ đang tìm kiếm một cái sản phẩm phù hợp với giá tiền của mình, thì cái yếu tố camera cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng của người ta. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thử xem là Note FE có xứng đáng để cho chúng ta có thể dinh nó về trong dịp Tết này hay không nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ok, và trong cái bài test lần này thì cũng như rất là nhiều các bài test về camera khác, chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều các cái chế độ cũng như là các cái điều kiện chụp khác nhau. Và bây giờ thì ngày hôm nay thì tương đối là trời rất là âm u và đang có những cái hạt mưa phùn nhỏ. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả các cái điều kiện ánh sáng. Đầu tiên sẽ là ánh sáng bình thường nhá. Trong điều kiện đủ sáng, hai máy đều cho chất lượng rất là tốt, độ chi tiết mang lại là như nhau, màu sắc được tái tạo tương đối chuẩn, màu da người được thể hiện tương đối chính xác. Các bạn có thể thấy ảnh chụp cột phố Thái Phiên Bùi Thị Xuân gần như là tương tự, không khác biệt gì, đúng chuẩn camera 12 megapixel F1.7, không tạo nên sự khác biệt. Ok, và bây giờ thì trời vừa mới tạnh mưa xong và chúng ta sẽ cùng nhau chụp ảnh ngược sáng xem chế độ này như thế nào nhé. Ảnh HDR của Note 8, các bạn thấy một vùng da trời bị đẩy sáng lên, làm lộ rõ cái khoảng trắng, trông khá là bất ổn, không được cân bằng đều sáng. Ảnh HDR trên Note FE còn bị đẩy sáng rực hơn, làm cho vùng sáng bị phân vùng rõ rệt hơn, lẹm xuống cả dưới tòa nhà. Với ảnh này thì bạn sẽ thấy là camera của Note FE xử lý khá là tốt, mang lại chất lượng ảnh hài hòa hơn so với cả Note 8. Ảnh macro trên Note FE bị đẩy lên đậm đà hơn so với cả Note 8. Các bạn có thể thấy màu sắc trên chiếc ảnh này bị đẩy rực, ám xanh một chút. Còn ảnh trên Note 8 thể hiện không quá rực và hài hòa. Tuy nhiên nếu như mà thích sự nổi bật, nhiều người sẽ thích ảnh macro trên Note FE hơn. Ok, và bây giờ thì mình đang ở trong cái cầu thang của Vincom tối cực kỳ luôn, và chúng ta sẽ cùng nhau thử xem là cái khả năng chụp ảnh thiếu sáng của hai con máy này như thế nào nhé. Trong điều kiện chụp thiếu sáng, chất lượng ảnh thiếu sáng từ hai máy đều mang lại rất là tốt. Ảnh được cân bằng sáng ổn và giữ lại độ chi tiết tốt, ảnh không bị nhiễu quá. Với ảnh này mình thích ảnh đến từ Note 8 hơn vì khả năng bù sáng tương đối tốt, độ sáng và độ chi tiết được giữ lại hài hòa hơn. Khi chụp với điều kiện ảnh trong nhà, với ánh sáng nhân tạo trong nhà thì độ chi tiết của hai máy mang lại là như nhau. Tuy nhiên ảnh từ Note FE mang lại màu sắc tươi tắn, nịnh mắt hơn, các tông màu được đẩy lên cao. Ở ngoài trời thì đang mưa rất là to, rất là dày hạt, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay thử cái khả năng quay video của hai con máy này. Cả hai máy đều có khả năng chống rung rất là ổn, và đồng thời thì cả hai đều có khả năng chống nước. Chúng ta sẽ cùng nhau thử xem là cái khả năng quay video của chúng nó như thế nào nhá. Bây giờ mình sẽ bắt đầu. Đó. Cả hai máy đều có khả năng chống rung rất là tốt. Ra ngoài trời thì mình không hiểu sao ở trên màn hình mình thấy là Note FE lên màu rất là đẹp, trong khi đó thì Note 8 nó lại bị xám màu, không hiểu. Mình sẽ đi nhanh hơn một chút nhá. Đó. Ok, chạy thử một hai shot để các bạn có thể nhìn thấy. Chạy vào trong nhà. Chuyển sáng này. Wow. Ok, rất là ổn. Đó, thế. Đây là Vincom. Chúng ta đi ra. Rồi, chúng ta sẽ kết thúc quay video ở đây. Nhìn chung bạn sẽ không phải thất vọng với chất lượng camera của hai máy, nhưng Galaxy Note 8 giành lợi thế rõ rệt khi mà nó có thêm một camera phụ có hỗ trợ chống rung. Tiêu cự dài hơn trên camera này cũng giúp chụp được những bức ảnh ở khoảng cách xa hơn mà vẫn giữ được cái chất lượng tốt. Hơn nữa thì bạn có thể chụp ảnh chân dung xóa phông. Giờ đây thì các bạn có thể tạo ra những bức ảnh sâu deep một cách dễ dàng. Bạn cần chú ý là giữ cái khoảng cách duy trì hợp lý khoảng 1,2m trước chủ thể, cũng như là để ý cái hậu cảnh phía sau, tránh những chi tiết phức tạp và màu sắc giống với chủ thể. Còn trên chiếc Samsung Galaxy Note FE, do là không có camera kép nên là chúng ta sẽ không so sánh cái khả năng xóa phông trên hai chiếc smartphone này. Và vừa rồi chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm cái camera của Note FE và Note 8. Các bạn thấy hình ảnh mà Note FE mang lại như thế nào so với cả chiếc Note 8, thì nó có xứng đáng để chúng ta có thể dinh về trong dịp Tết này hay không? Hãy cùng comment ở phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Đừng quên subscribe Hoàng Hà Channel để tiếp tục cập nhật các video tiếp theo về Note FE cũng như là Note 8 và rất nhiều các sản phẩm công nghệ khác nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.